chú ơi, chú bánh mì không chú? Dạ, bánh mì nhà tụi con làm á chú. Dạ. Chú ăn ngon miệng nha. Chú ngon miệng nha. Rồi cô buộc cái dây vô cổ nó hay gì vậy ta? Có cái sợi dây đó em thấy không? Dạ thấy một cái sợi dây. Chắc là đây, hôm nay là mình chị Ngân có làm 100 ổ bánh mì để cho các người khó khăn. Đây mình mới rước cô làm bánh mì liền ở chỗ bà Thủy về đây. Nhân viên của bà Thủy. Nhân viên cứng luôn á nha, cứng của bà Thủy luôn á. Ở đây là bà tê. Bơ. Đây là thịt nguội, đây là chả. Ủa là mình tự cắt luôn hả? Dạ đúng rồi. Tự cắt mà nó đều dữ vậy. Trời, giống như là quán cắt luôn. Còn cái này là gì? Cái này là rau câu. À. Tưởng này là dưa leo hay gì? Đó. Một ổ bánh mì cũng ở nhà làm chất lượng luôn á. Đây đồ chua mẹ làm luôn nè. Quá. Cái này ăn cơm tắm cũng ngon nha. Mẹ làm tự bào tự. Này là chất lượng luôn cả nhà. Ổ bánh mì. À, ở đây nè, vừa thùng nè, vừa bao nè. À, cái bao thứ 100 đó hả? À giờ em làm là 100 ổ nè đúng không? Trời ơi. Đây là ổ thứ 100. Chất lượng luôn nha. Rồi ok, hôm nay có sự xuất hiện của Funny Hùng. Thử thách luôn Hùng. Quay lúc em không. Đây, chuyến này em đi đây thì mình phát cỡ 100 phần. Thì có Hùng tham gia nữa. Nên chút nữa còn nếu mà chẳng may phát không hết thì anh với Hùng mỗi người 5 ổ thì chắc cũng hết thôi. Có mấy cái phần bánh mì với nước á, gửi qua 6 phần nha. Cảm ơn. Tháng nước để cho bà. Dạ, cô đã chặn đi, con đưa tiếp 2 phần. Cảm ơn em. Rồi, mới làm gì hả con? Nhà cô mấy người cô? Hai người. Dạ dạ. Bé nhỏ có. Dạ. Bé nhỏ có phần không? Bé nhỏ. Mình là ở đây là mình làm gì cô? Công nhân. Công nhân là máy đồ này kia hả? Đúng rồi. Dạ dạ. Nói chung thì ở đây cũng là mấy người tỉnh lên nha cô. Tỉnh lên không? Dạ. Nổi trăm nữa còn trăm nữa. Dạ. Bên đây. Rồi bên đây. Bên đây nữa chị. Rồi vòng qua đây. Bà này bán thảm. Bà bán bán gì? Bán thảm chùi chân á. Dạ. Con có mấy phần bánh mì con gửi cho bà với nhà nha. Nhà bà mấy người? Nhà tôi 4 người. Dạ dạ, người con gửi cho 4 phần. Dạ đây. 4 bán thảm. Bữa nay không ghé miếu hả? Dạ không. Dạ. Năm nay mấy mươi rồi, năm nay mấy mươi? 80 rồi. Bà vẫn còn đi bán nữa. Dạ, bởi vì bán thảm với bán đồ lao tay gì đó. À, dạ. Em trai ra nhận bánh ăn nè em trai. Rồi, để em lấy thêm ha. Rồi, để em lấy thêm. Còn thân nữa. Bánh mì này mấy con người? Tự làm á, nhà con tự làm luôn. Dạ, nên là được qua tơ này kia chất lượng á. Bà cảm ơn bà đó. Dạ, mới qua bà. Ba đứa. Em sinh viên hả hay sao? Súp kênh cho tụi anh nha. Rồi, bên đây. Đây là giải phòng trọ sâu lắm này của mấy người mà chị, cái này là mình tự làm hết á chị, nên ăn rất là ngon. Nó cơm rồi. Ăn cơm hết. Nó cơm rồi. Để tối ăn. Tối ăn. Để dành tối ăn. Dạ dạ ok. Đó kìa, nhà cô giấy số nó kìa, hỏi ăn bánh mì không? Bánh mì Thanh Thu ơi. Mấy người. Hai chị. Bốn người. Được rồi. Dạ, 4 người 2 phần đi. Dạ, có bên con giấy số hả? Dạ, có lấy không kìa nha. Không có gì. Có nhà đâu? Có. Em lâu nhà. Em ăn bánh mì không em? Được rồi. Anh mì không? Ăn bánh mì không em? Anh chặt thịt mấy đứa, còn mấy đứa. Chụp cái đứa. Rồi, ok. Đã xong hết. Nguyên một cái dãy nhà trọ luôn nè cả nhà. Ồ, nhưng mà người ta trả nhà đi hết rồi. Đây. Hay lắm tiếc.
Chị ăn bánh mì không chị? Bên đây người ta không mới đi đâu mà. Ở đây thì đồ người ta sẽ phơi bên trên luôn. Đây là hoàn cảnh. Nặng không? Để đỡ lên đây đi. Ở đây là hoàn cảnh của một bà mà có một người con bị bệnh đau. Thì sẵn phát bánh mì mình cũng có chút lì xì cho bà. Này. Ồ hình như bà đổi chỗ hả ta? Bà đổi chỗ đúng không? Vẫn bà vẫn ngồi chỗ này. Ngồi xuống là. Ở đây là trước quê mình ăn. Bữa trước con có nói là gửi bà gạo này kia á. Hôm nay con thấy gạo chắc là bà có người nấu rồi. Con gửi bà cái mua thuốc nha. Mua thuốc cho bà với anh. Bà có con bị đau cả nhà. Anh bà lớn trước là bà đi kiểu như là bà đi bán ngoài chợ. Nhưng mà từ khi bà bị cái chân á và cái xương nó bị yếu luôn rồi bà giờ chỉ ngồi ở nhà. Nói bây giờ bà đi không nổi nữa. Mặc dù là lớn tuổi nhưng mà thuốc phải chăm lo. Thuốc quá trời đúng không? Quá trời thuốc luôn. Quá trời thuốc luôn. Hoàn cảnh của bà này là mình liên tưởng tới bà Thủy. Bà Thủy cũng có con bị tâm thần. Nhưng mà anh là đỡ hơn anh này. Anh này là chỉ có ngồi một chỗ trên giường thôi cả nhà. Rất là thương. Rồi thôi bây giờ mình đi nha. Đóng cửa vô cho bà luôn nha. Ở đây là trước cổng chùa. Giờ mình chỉ đi đường mình thấy cái nào thì trường hợp này mình phát đó thôi. Rồi giờ mình qua bên quận 6 nha. Để phát tiếp. Bên này cũng phát. Đây. Mời phát cho một chú ở dưới cầu. Rồi. Có cô này nữa, đổi tay luôn nha. Đây đưa cái này anh cầm cho. Ok. Đây mình có tài xế mới cả nhà ơi. Rồi đi. Rồi mình ngồi sau mình quay cho dễ. Nên mình nhờ bé Tuyết này chở. Có tài xế. Con lèm á, nên là con cưỡng nha. Rồi, đây. Rồi. Con gì ba xin nữa rồi đó, tại có bà ngoại. Dạ, dạ. Ba xin gì, cảm ơn con nhiều lắm. Rồi, đây, sao cầm. Bánh mì chay em ăn con. Dạ, mang, bánh mì thịt. Mặn cũng được mà chay cũng được. Dạ, rồi. Bé con của chị Ngân đang chào mấy ông bà. Bé này là con của chị Ngân, mà chị Ngân là chị của Hằng. Bé rất là thích đi những cái chuyến đi giống như vậy. Nãy giờ tính nói là để cho bé phát á, nhưng mà do bé còn nhỏ quá mới ngồi trên xe. Chào cả nhà, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn về đêm. Đây là đường Hậu Giang. Đường này thì ẩm thực rất là nhiều luôn á. Hai bên đường luôn nè. Con đường ăn uống. Ở đây có một cô bán xôi. Rồi em, đường này anh review chắc cả chục quán á. Nè, cô bán xôi nè. Đây là chợ lớn, hay còn gọi là chợ Bình Tây. Đó. Gửi xe 5.000 nha. Biết hả? Tôi gửi vô rồi. Đó, cả nhà, các cô chú anh chị ơi, còn nhớ cái chợ này không? Chợ này cũng rất là lâu đời rồi. À, nó lọc vòng bên kia. Chắc là nhạc ve chai. Đây, bánh mì. Bánh mì thịt đó chú, nhà làm á. À, chú cần liền luôn. Rồi à, đi tiếp. Okay. Anh chị đâu rồi?
chú ơi, chú bánh mì không chú? Bánh mì giờ tụi nó làm á chú. Dạ. Chú ăn ngon miệng nha. Chú ngon miệng nha. Thôi chú đang ăn đi. Chú này đang ăn đó. Chú ăn ăn rồi chú. Bác ăn ăn đêm no lắm. Dạ. Đây chú. Đây. Dạ. Dạ. Hai chồng. Hai vợ chồng hả? Dạ đây. Rồi, ở đây chú này nữa nè, chơi nha nè. Dạ. Rồi, đây thôi luôn, một phần thôi chú, con còn phát nhiều lắm. Không phải để bên tiền phát nè. Ồ, phát cho một bé nhỏ nè. Rồi, cô buộc cái dây vô cổ nó hay gì vậy ta? Có cái sợi dây á, em thấy không? Dạ, thấy, thấy có cái sợi dây. Chắc là đó có buồn mà tội nghiệp quá. Đây à. Rồi. Chúc con ngon miệng nha. Dạ. Dạ. Dạ đây. Rồi đi. Những nụ cười nhìn thật là ấm áp. Bé phát á. Bye bye. Con không? Chị con không? Đây. Rồi. Dạ đây chú. Rồi. Như còn hai cái hết luôn rồi đúng không? Rồi cảm ơn. Rồi đi. Rồi mình hết luôn rồi, bây giờ để mấy người trên kia phát. Rồi. Rồi có một bé này nha. Rồi đi. Rồi bây giờ mình phát cũng gần sắp hết rồi cả nhà ơi. Thì đó là chuyến đi mà gia đình của bạn Phan Thị Hằng cũng như là gia đình của bạn Tuyết đã đóng góp, đã tài trợ một số phần ăn cho các hoàn cảnh khó khăn. Ô, hồi nãy gặp chú này rồi đúng không ta? Rồi, hết rồi đúng không? Rồi, ok. Hết rồi. Dạ, dạ. Rồi cả nhà ơi, chắc mình cũng xin được clip tại đây nha, tại vì mình đã phát hết rồi. Kết thúc clip ở đây nha cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye.